Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, những mẫu công trình mái bằng với hai tầng một tum thì chắc hẳn là đã không có quá là xa lạ gì rồi đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một mẫu công trình mặc dù là nhà mái bằng hai tầng một tum đấy ạ, nhưng mà sẽ được thiết kế theo kiểu nhà ngang nhá. Và với một cái mẫu công trình nhà ngang thì cách bố trí như thế nào? Thì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá công trình của gia đình nhà anh Doanh có địa chỉ tại Văn Giang, Hưng Yên. Và trước khi vào chi tiết về công trình này thì xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home và trên kênh này của chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế cũng như là những mẫu công trình này thiết kế và thi công trọn gói để quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra thì quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm về Mark Home thì quý vị có thể truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở trên trang này của chúng tôi thì sẽ đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn được cập nhật thường xuyên. Và trên trang website của chúng tôi thì còn có up lên tất cả những mẫu nhà đẹp do Mark Home thiết kế này. Ngoài ra thì đây cũng có thêm rất là nhiều những cái công trình đẹp, những công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi. Đây để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn và trải nghiệm. Và đây chúng tôi cũng có đăng tải tất cả những giá thành này rất là công khai và minh bạch, được cập nhật thường xuyên để quý vị có thể là dự toán được những cái kinh phí mà mình cần đầu tư cho công trình. Trên trang này của chúng tôi thì còn có một chuyên mục về nội thất nữa. Mark Home của chúng tôi thì cũng thiết kế và thi công trọn gói về nội thất này, có một xưởng sản xuất nội thất riêng để đảm bảo mang tới cho quý vị khách hàng một cái mức giá chiết khấu ưu đãi nhất. Ở dưới này thì sẽ là toàn bộ này những cái hệ thống trụ sở showroom của chúng tôi. Và công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Home thì chúng tôi quý vị có thể là gọi điện này thông qua số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Và ở đây tất cả hệ thống chi nhánh này từ miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 Vạn Phúc, Vạn Phúc quận Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam là tòa nhà Mark Home Building 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Ở Tây Nguyên là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương thì sẽ là 578H/8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai thêm một số những trụ sở Mark Home tại miền Tây nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một trang web cũng có tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên kênh này của chúng tôi thì cũng đăng tải rất là nhiều những cái chương trình đấy mà chúng tôi đang cho triển khai này. Đây, như là nhận lễ này, bàn giao này. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên trang này là chúng tôi có đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình của chúng tôi đang diễn ra trong thời gian này. Đây, thiết kế thi công trọn gói này và tư vấn về phong thủy, sản xuất phân phối vật liệu xây dựng. Ở trên trang này của chúng tôi thì đây có phân phối rất là nhiều này những cái vật liệu độc quyền của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home của chúng tôi đang tung ra thị trường rất là nhiều những cái dòng vật liệu độc quyền này, như là sơn Mark Home này, bột bả chống thấm này, rồi là các công nghệ như là sàn gỗ này, sàn hợp không dầm. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật tư liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về cái nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Tiếp theo là giá thành cạnh tranh và thứ ba là chính là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang có chi nhánh rộng khắp cả nước, hệ sinh thái trọn gói ngành xây dựng này, tiêu chuẩn chất lượng ở châu Âu. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi còn có triển khai về gói phong thủy, tư vấn thiết kế theo phong thủy này, như là tư vấn về phong thủy chuyên sâu này, phong thủy theo tuổi này, dịch vụ phong thủy hay là thước nỗ ban. Và bên tôi thì có rất là nhiều những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng này, có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà xây dựng thiết kế nhà ở để đảm bảo cho quý vị khách hàng không những có một công trình đầy đủ về công năng sử dụng mà vẫn phải đảm bảo về mặt phong thủy. Trên trang này của chúng tôi thì cũng có đăng tải cũng khá là nhiều những cái mẫu nhà, mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian vừa qua với những mức chi phí rất là phù hợp. Đây là thiết kế nhà vườn này, khu vực nhà cấp 4 này, nhà hiện đại, nhà ống đẹp hay là cả thiết kế biệt thự. Và ngoài ra thì ở dưới thì cũng có một số những cái công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi đã, cũng có đăng tải này, tất cả này những cái giá thành này minh bạch cho từng cái ngôi nhà một để quý vị có thể tham khảo nhé. Đây là gói thi công nội thất với xưởng sản xuất giá tận gốc. Đây là những cái đánh giá khách hàng về Mark Home thời gian vừa qua. Và nếu như quý vị nào mà đang có ý định chuẩn bị xây dựng nhà thì có thể là vào trong web của Mark Home chúng tôi tờ xuống mục kinh nghiệm làm nhà để tham khảo một số những kinh nghiệm để chuẩn bị cho công cuộc làm nhà sắp tới.
Ngoài hệ thống kênh YouTube này cũng như là các trang website thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái trang fanpage trên Facebook. Ở đây thì sẽ có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên trang này của chúng tôi thì cũng đăng tải khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi khuyến mại. Và nhân dịp 2024 thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái chương trình với quà tặng trị giá rất là hấp dẫn, sale off khoảng tầm 40% cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế. Thời gian thì sẽ là từ ngày 23 tháng 11 2023 đến ngày 23 tháng 2 2024. Khi mà khách hàng mà đăng ký hợp đồng cùng thiết kế của Mark Home thì sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng sau, như là tặng một gương LED Mark Home cao cấp này, tặng một bộ lịch Tết này, tặng 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mark Home, hay là giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mark Home. Và đây quý vị có thể thấy chúng tôi có đăng tải này, cập nhật rất là thường xuyên nhé. Hàng ngày, hàng giờ luôn luôn có những bài viết mới để cho quý vị có thể tham khảo. Và đó là toàn bộ thông tin về Mark Home. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy vui lòng liên hệ tại các số hotline 096-445-8888 hoặc 092-40-99999 hay 082-81-33333. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của gia đình nhà anh Doanh ngày hôm nay ạ. Như tôi cũng vừa giới thiệu và chia sẻ với quý vị ngay từ đầu thì đây là một mẫu công trình nhà mái bằng 2 tầng 1 tum và được thiết kế theo kiểu nhà ngang. Và chính vì vậy mà cái chiều ngang mặt trước ấy, nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với chiều sâu. Đầu tiên thì để chúng ta đánh giá về cái hình khối của công trình này thì mang đậm phong cách hiện đại rồi. Những đường nét của nó, màu sắc được pha trộn vô cùng hài hòa. Ở đây thì hình khối ấy, thì nó sẽ chủ yếu là với những cái đường rất là vuông thành và sắc cạnh này. Rồi trên tất cả các diện tường hệ cột thì sẽ không có đắp vẽ bất kỳ một họa tiết hay hoa văn phào chỉ gì cả. Đơn giản chỉ là những mảng tường được sơn màu hay là những phần tường được ốp gạch. Và công trình này thì với những màu sắc, những vật liệu được kết hợp với nhau khá là hài hòa. Chủ đạo là các màu trung tính nha quý vị. Đầu tiên thì sẽ là màu trắng sẽ nằm rải rác tất cả các mảng tường này. Thứ hai là màu xám ghi thì nó sẽ nằm ở cái khu vực phần sơn tường, khu vực tường tum này. Một số khu vực như là gần phần gạch thẻ này, ốp tường này, hay là ở ngay phía dưới mặt tiền tầng 1 của chúng ta thôi thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là gạch giả đá, cũng là màu xám ghi nha quý vị. Tất cả nó tổng hòa lại ạ. Để giúp cho ngôi nhà vô cùng nổi bật. Và ngoài ra thêm một cái điểm nhấn nữa, đó chính là một số những mảng tường ở đây thì sẽ được ốp bằng chất liệu nhựa giả gỗ màu nâu. Vì đây là một căn nhà hiện đại, nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi vẫn luôn luôn mong muốn rằng là đưa những yếu tố tự nhiên từ phía bên ngoài vào bằng cách thiết kế thêm rất nhiều những chậu bồn hoa đây, chậu cảnh này trải dài tầng 1 đến tầng 2. Chính cái điều này thì sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên này, và đặc biệt là tăng cái tính thẩm mỹ hơn. Và cái công trình này của chúng ta thì khi mà quý vị nhìn vào thì cái bồn hoa nó lại nằm ở ngay vị trí phía bên ngoài đúng không ạ? Thì nó sẽ là một cái nơi phải tiếp xúc trực tiếp với các điều kiện thời tiết như nắng mưa thất thường. Đồng thời thì các vật liệu như đất cát nước tồn đọng khá lâu ngày. Chính vì vậy mà hay xảy ra cái tình trạng như là mục này, nứt nẻ này, thấm thấm cho khu vực bồn hoa. Chính vì vậy mà xử lý chống thấm cho bồn hoa thì đây là một việc làm vô cùng cần thiết ạ. Toàn bộ ở cái phần khu vực chân đế công trình của chúng ta ấy, thì sẽ được ốp bằng chất liệu đó chính là gạch đó chính là đá chẻ màu xám ghi. Chính cái điều này thì nó sẽ giúp cho cái công trình của chúng ta trở nên nó sẽ nổi bật hơn này, đặc biệt thì tránh hiện trạng như là rêu mốc nứt vỡ. Và công trình này thì sẽ được thiết kế với bậc tam cấp đi lên bao gồm 3 bậc. Chính cái điều đó sẽ giúp là cân đối giữa phần đế này, phần thân, phần mái này. Và khi thiết kế với lại bậc tam cấp đi lên thì nó sẽ tượng trưng cho thuyết về thiên địa nhân, rất là tốt cho phong thủy. Có một cái điều đặc biệt ở các công trình này mà khi mà chúng ta nhìn vào ngôi nhà này cần thấy là vô cùng ấn tượng, đó chính là toàn bộ các hệ thống từ cửa chính này cho đến cửa phụ, cửa sổ, tất cả đều được sử dụng với chất liệu đó chính là cửa khung nhôm và kính. Nói về cửa khung nhôm và kính thì chúng ta cần phải lưu ý đến ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài có rất là nhiều chất liệu và độ dày khác nhau này, ví dụ nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai chính là phần kính, bao gồm là kính cường lực, kính hai lớp hay là kính phản quang. Và cái thứ ba thì đó chính là phần phụ kiện. Và tùy vào từng tập tài chính của mỗi gia đình thôi, chúng ta sẽ lựa chọn những loại vật liệu khác nhau để đảm bảo được kết cấu. Có thêm một điều đặc biệt nữa đó chính là phần cửa chính của công trình này ạ, thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa kính hai lớp nhá. Ở giữa thì sẽ có một lớp nan hoa đồng để ngăn cách giữa hai mặt kính. Và chính cái điều này thì nó sẽ giúp cho cái việc cách âm và cách nhiệt một cách rất là tốt hơn. Đây là phía mặt chính diện của ngôi nhà này. Còn đây là phía mặt bên.
căn nhà này rất chú trọng khu vực mặt tiền phía trước nhé. Còn những mặt bên này thì chỉ để là khu vực là sơn trắng hết thôi, không có bất kỳ một cái sơn gì hết. Tại nó đã giáp khu vực nhà hàng xóm rồi. Đây là từ phía bên trên nhìn xuống này, thì đặc điểm của cái phần mái bằng chính là tận dụng ngay cái phần nóc mái, tạo thành một cái khu vực sân thượng, nơi để vui chơi và sinh hoạt. Và đúng như vậy, ở căn nhà này thì gia chủ chúng tôi là một cái người mà có một cái phong cách thiết kế nó vô cùng hiện đại. Và sau khi mà gia chủ đã lên được ý tưởng rồi thì bàn bạc cùng các kiến trúc sư chúng tôi để tạo ra một mẫu công trình như thế này. Và ngay cái trên phần mái này, ở khu vực tầng 2 rồi tầng tung nữa, có rất là nhiều cái không gian để chúng ta có thể là vui chơi. Mái bằng của chúng ta thì nó có rất là nhiều những đặc điểm. Cái đặc điểm đầu tiên đó chính là cái phần thời gian thi công nó khá là nhanh chóng. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ không phải mất thêm cái nhiều về cái đầu tư về cái nguyên vật tư vật liệu, như là không phải mất cái lập cái vỉ kèo này và dàn ngói phía ngoài giống như là mái Nhật hay mái Thái. Và cái thứ ba, nó sẽ không đòi hỏi cái tay nghề thợ cũng phải quá là cao. Đấy, chính vì vậy mà cái loại mái bằng này thì trong thời gian gần đây được rất là nhiều người yêu thích và lựa chọn. Xung quanh thì sẽ là khu vực tường bao này, và phần cổng thiết kế làm sao đối với người chính phía bên trong. Đây thì chính là cái phần hệ thống cổng tường bao phía ngoài nha quý vị. Nhìn vào đây có thể thấy rõ nét nhất được rằng là nó rất là đơn giản thôi. Từ những cái đường nét này, hình khối này cho đến cái màu sắc đều đồng nhất với ngôi nhà chính ở phía bên trong. Còn đây là phối cảnh của ngôi nhà lúc về đêm. Ta thấy được rằng là căn nhà này thì không chỉ chú trọng về phần ban ngày đâu, mà ngay cả ban đêm nữa. Các kiến trúc sư chúng tôi rất là khéo léo khi mà lồng ghép thiết kế thêm những cái phần đèn dọi này, rồi đèn downlight để chiếu sáng này, cho ngôi nhà thêm nổi bật và lung linh hơn. Và đó là toàn bộ cái không gian ngoại thất phía bên ngoài. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau sang đến phần bóc mái, hay còn gọi là phần bóng tách mái đấy ạ. Ở phần này cho chúng ta thấy được rằng là toàn bộ cái không gian bên trong này, những cái đồ đạc nội thất được sắp đặt như thế nào, rồi công năng được bố trí ra sao. Từ khu vực phần sảnh chính này, bước vào thẳng phía bên trong thì nơi đây ạ, thẳng đối diện cửa chính này là sẽ là khu vực phòng thờ nhá. Đấy, ban thờ đặt hướng ngay vào phía trước này, thẳng ở phía trước của ngôi nhà, mặt tiền của ngôi nhà này, giúp đỡ rất là nhiều tài lộc vượng khí. Và ở đây thì sẽ phân chia thành như sau. Bên khu vực bên này thì sẽ là cái không gian để gia chủ tiếp khách, có một bộ bàn ghế sofa để nghỉ ngơi vô cùng sang trọng, một tivi rất là lớn treo tường phía trên để đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Tiếp theo thì ở phía bên này thì sẽ là khu vực phòng bếp, phòng ăn kết hợp với nhau. Phòng bếp thì ở đây sẽ là thiết kế theo hình đường thẳng này, bộ bàn ăn dành cho khoảng tầm 6 người. Và có một điều đặc biệt đó chính là ở trong căn phòng này thì ở trong căn nhà này đó chính là sẽ không có bất kỳ một cái bức vách nào, tất cả mọi không gian đều thông nhau. Chính cái điều này thì nó sẽ góp phần là tạo cho cái căn nhà của chúng ta nó trở nên rất là thoáng đãng. Dưới tầng 1 của chúng ta thì cũng sẽ có thêm một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì sẽ đầy đủ rất tất cả thiết bị này, như giường ngủ này, tắp đầu giường, bàn trang điểm, tủ quần áo. Và ở đây phía mặt bên này, ngay cạnh cầu thang thì sẽ được thiết kế một khu vực nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh rất nhỏ thôi, nhưng mà sẽ là cái nhà vệ sinh chung nhá, cho cả không gian ở phía dưới tầng 1 của chúng ta. Và bước ra không gian tầng 2, khu vực này thì sẽ là phòng sinh hoạt chung cho quý vị. Tại vì ở ngay phía dưới tầng 1 của chúng ta ấy, thì sẽ là phòng thờ rồi, cho nên tầng 2 chúng ta sẽ không được phép là thiết kế phòng ngủ ở vị trí này nhá. Và thay vào đó thì là một cái khu vực, một bộ bàn ghế sofa này, để gia đình của chúng ta có thể là nghỉ ngơi quây quần cái không gian sinh hoạt chung. Trên tầng 2 thì sẽ có hai phòng ngủ tất cả. Hai phòng ngủ này thì trong đó có một phòng ngủ, một cái nhà vệ sinh khép kín phía bên trong. Còn đây là phòng ngủ thường, và sẽ dùng được cái khu vực nhà vệ sinh chung ở tầng 2. Còn đây thì sẽ chính là cái khu vực ban công ở phía trước tầng 2 của chúng ta. Ở ban công này thì sẽ có thêm lai đặt những bộ bàn ghế này, để gia chủ có thể là ngồi thưởng trà tiếp khách này. Rất là phù hợp nha quý vị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái hẻm thực trạng ngày hôm đó, mà chúng tôi có về trực tiếp gia đình nhà khách hàng đấy ạ, để tư vấn này, khảo sát cũng như đo đạc và ký kết hợp đồng thiết kế. Là đây là quá trình mà các kiến trúc sư của chúng tôi ký kết hợp đồng thành công nhé, cùng với lại gia chủ. Căn nhà cũ của gia đình đã xây từ khá lâu rồi, và đây thì có việc mà chúng ta có cái nhu cầu là xây dựng một công trình mới ở vị trí này thì đây là một điều vô cùng cần thiết nhé. Đây thì chính là cái hình ảnh hiện trạng khu bên đô đất này. Chúng tôi về có bay một cái máy flycam lên lấy toàn bộ hiện trạng khu bên dưới.
sau này sẽ làm cái cuộc đó chính là phá rỡ hết tất cả toàn bộ công trình cũ và xây công trình mới ở đây. Và để biết thêm được thông tin chi tiết về công trình này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu và phân tích nhé, thông qua bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình. Công trình với chủ đầu tư là anh Nguyễn Đức Doanh, địa điểm tại Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên. Công trình này thì tọa lạc trên một mảnh đất với diện tích là khoảng tầm 250m2. Sau này chúng tôi sẽ xây dựng công trình chính ở vị trí này. Còn đây sẽ là phần mặt bằng nội thất. Và vừa rồi tôi có giới thiệu với quý vị là toàn bộ không gian nội thất ở phía dưới, ở bên trong căn nhà, thông qua cái phần bóc mái hay gọi là phần mặt bằng bóc, hay gọi là phần mặt bằng bóc tách mái đấy ạ. Thì cái phần này tôi chỉ nói sơ sơ qua thôi nha. Căn nhà này của chúng ta thì với chiều ngang mặt trước này thì sẽ là 11m, còn chiều sâu là 8m ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả hai sàn, tầng 1 và tầng 2 là khoảng tầm là 150m2 nha quý vị. Và cái 150m2 này chúng tôi sẽ chưa tính cái phần là sảnh này cũng như phần ban công đua ở phía ngoài nhá. Đấy. Chỉ là cái diện tích sử dụng thực tế từ cái tường bao xây dựng xung quanh thôi. Và dưới tầng 1 này thì sẽ là phòng khách này, phòng bếp này, phòng ăn này, một phòng ngủ này, phòng thờ này, nhà vệ sinh. Tầng 2 của chúng ta cũng thế, tương đương một phòng sinh hoạt chung này, hai phòng ngủ này, một nhà vệ sinh. Tiếp theo thì đây sẽ là cái phần mặt đứng của công trình, cho chúng ta thấy được rằng là cái chiều cao của công trình này là bao nhiêu. Ta sẽ có tổng chiều cao của công trình này tính từ cốt sân lên đỉnh mái là 10,2m, trong đó thì chiều cao của cái bậc tam cấp đi lên là 450mm, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,6m, tầng 2 là 3,3m và tầng tum thì sẽ là 2,8m nha quý vị. Nhìn phần mặt bằng nội thất của công trình thì thấy được rằng là công trình này của chúng ta này có cái chiều ngang mặt trước là 11m, còn chiều sâu là 8m. Như thế thì chúng ta sẽ có tổng diện tích cho hai tầng và một tum, nó rơi vào khoảng tầm 170m2. Và cái thông số này chỉ tính cái diện tích tường xây ở phía bên trong thôi, không tính cái phần là cái phần sân chơi nhá. Ở đây thì từ tầng 1 của chúng ta bước vào thì sẽ là không gian phòng khách này, phòng bếp, phòng ăn kết hợp này, một phòng ngủ, một phòng thờ, một nhà vệ sinh. Tầng 2 thì sẽ có một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ này, rồi là một nhà vệ sinh. Tầng tum của chúng ta thì sẽ có, đây sẽ là khu vực sân phơi nha quý vị. Ở phía bên này thì sẽ là cái sân chơi, sân trước. Đây thì chính là mặt đứng của công trình, cho chúng ta thấy được cái tổng chiều cao của công trình đó. Thì ấy sẽ có rằng là công trình này tính từ các cốt sân này lên đỉnh mái thì sẽ là 10,2m. Trong đó thì chiều cao của bậc tam cấp là 450mm, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,6m, thông thủy của tầng 2 là 3,3m và tầng mái thì sẽ là 2,8m nhé. Tiếp theo đây sẽ là cái phần mặt cắt của công trình này, cho chúng ta thấy toàn bộ không gian bên trong nó cắt qua, bao gồm là chiều cao của phần cửa chính, cửa phụ, cửa sổ này, độ dài của tường, dầm sàn, rồi là khu vực nào chúng ta cần phải hạ cốt, khu vực nào nên nâng cốt, đảm bảo có một công trình vững chắc bền bỉ với thời gian. Đây là các chi tiết khác như chi tiết nhà vệ sinh này. Đấy. Rồi là chi tiết cầu thang, lăn can tay vị, chi tiết khung sắt, chi tiết là khung sắt hộp. Ở căn nhà này thì như tôi có vừa giới thiệu chia sẻ với quý vị ngay từ đầu, toàn bộ được sử dụng bằng nhôm hệ kính. Và riêng ở cái căn nhà này thì tầng 1 ấy, này, thì sẽ được sử dụng bằng cửa kính hai lớp nha quý vị. Kích thước ở đây thì sẽ là 2m7 x 2m7. Còn lại toàn bộ phần cửa sổ, cửa phụ, cửa đi đều được sử dụng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm và kính cường lực thông thường. Còn đây thì sẽ là cái phần mặt bằng lát sàn này, cho chúng ta thấy ở bên trong căn nhà này cái khu vực nào chúng ta nên sử dụng những loại gạch nào này, rồi khu vực nào chúng ta cần phải ốp gạch này để tránh hiện trạng thợ cắt gạch quá nhiều, cắt tràn lan gây tốn kém cho chủ đầu tư. Và sang hạng mục kết cấu của công trình này, gia đình nhà anh Doanh thì công trình sử dụng là móng băng bê tông cốt thép, hệ khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gồm gỗ bản sàn bê tông cốt thép bản khối tựa trên các dầm khung và dầm phụ và kết hợp cùng với đỡ tương ngăn. Trong thì sẽ có đầy đủ những yêu cầu này về những chi tiết về cốt thép này, chỉ dẫn chung đối với thép dầm sàn này, mặt bằng định vị của cột bằng trên tường, mặt bằng thép sàn nền, rồi là thống kê cấu kiện này, mặt cắt qua cột. Ở đây thì chúng ta sẽ có này thêm bảng thống kê cốt thép ở từng phần nhằm định lượng số lượng cốt thép cần sử dụng toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang với lại hạng mục điện nước nha quý vị. Ở trong hạng mục điện nước này thì có rất là đầy đủ này, như là mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng camera tầng 1,
mặt bằng chống sét mái. Về phần hồ sơ điện nước của chúng ta rất là đầy đủ này. Ta sẽ có này, mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet này, đây, mặt bằng điều hòa bình đóng lạnh, mặt bằng camera, mặt bằng chống sét tiếp điện tầng 1, mặt bằng chống sét mái, sơ đồ nguyên lý cấp điện, đây là bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Về phần nước thì sẽ có đầy đủ như mặt bằng cấp nước này, mặt bằng thoát nước này, sơ đồ nguyên lý cấp và thoát nước đấy, cũng như là bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Và có thể nói rằng là cái bộ hồ sơ thiết kế nhà này thì không thể thiếu được cái bộ hồ sơ điện nước nha quý vị, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái yếu tố là sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Doanh có địa chỉ tại Hưng Yên. Và nếu như mà quý vị yêu thích mẫu nhà trên thì có thể để lại bình luận ngay phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.